Vậy là bữa nay là bữa giờ giấu, bữa nay mới nói. Giấu, em mới nói với anh nghe đó. Rồi. Giờ nói chung là mình phải bình tĩnh nha. Mình không có nên suy nghĩ gì vấn đề xấu, cái gì cái mình nghĩ. Người ông xã đâu rồi? Ở xa không? Sao vậy? Không ra ngại. Ngại hả? Dạ. Thôi vợ chồng ngại gì nữa, vợ bệnh ngại gì nữa? Ngại, à, đó giờ không có quay. Đâu có cái gì đâu, bây giờ mình ra đây mình nói chuyện thôi. Bây giờ mình xác minh là có vợ chồng thôi chứ cũng bạn em cũng đã dành thời gian. Khóc cái đi kêu dùm em, khóc em đứng lên nó khó khăn quá. Em bị bệnh gì mà ra giúp đỡ mà đâu phải gì đâu mà sợ. Nếu mà tính theo, nếu mà sợ giống em như vậy thì đâu ai được giúp đâu. Mình bệnh thì mình nói mình bệnh thì mình ta lại giúp. Cái thời gian của tụi anh ở xa mà đâu phải ở đây gần rồi mà lên xuống như cái chuyện đi chợ đâu em. Bởi vì mình đi chia sẻ hoàn cảnh thì tụi em đồng ý cho tụi anh quay thì tụi anh mới tới đây quay. Dạ. Chứ không phải là tự giác mà giác máy vô quay. Dạ, em hiểu không? Đâu, tại chồng em nó ngại, đó giờ nó ít tiếp xúc với máy quay rồi nó ngại chứ đâu có gì đâu. Này quay, thí dụ vợ chồng bây giờ trước mắt là cứu vợ mình chứ ngại gì là sao ai biết đừng cứu đúng không? Dạ. Tuổi còn trẻ mà bệnh tùm lum hết trơn là có giấy tờ là ung thư luôn phải không? Dạ, con đi lấy cái. Thôi bây giờ không cần lấy giấy anh biết rồi. Chứ không lẽ em không bệnh, em nói em bệnh là mang tội á. Em bị ca tử cung giai đoạn 2 với thận ứ nước vậy đây cấp độ 2. Trời mới mới nổ nội soi đang rút ống vô thận á. Mới về. Còn trẻ bệnh nhiều quá, bây giờ tuổi trẻ giờ bệnh tùm lum hết trơn. À. Ôi rồi hai anh chồng sao mà thiệt chứ đẹp trai vậy mà không ra vậy hả? Sao vậy đẹp trai mà ngại chứ không anh? Mới cạo đầu. Anh đâu? À cạo đầu đó. Là gái vợ hết bệnh cạo đầu luôn hả? Dạ. Như vậy tốt chứ, cái này đều tốt mà, để mình được tiên dương chứ không phải mà mình sợ gì mình ngại. Tại vì gia đình của mình là cần sự giúp đỡ của cô chú thì mới kêu tụi anh lại đây chứ không phải tụi anh tự ý vô quay mà không xin phép đâu đúng không? Em là quê ở đâu? Dạ, em quê trên Cầu Châu nè. Cầu Châu này ha. Dạ. Mình cũng Bạc Liêu này ha. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 30. 30. Bằng tuổi nhau. Rồi đi đâu hồi đó mà gặp nhau vậy? Dạ, cũng đi làm á, rồi gặp. Rồi sau khi mà phát hiện vợ bệnh gì đó, có tính khi nào đi bỏ hay là ở luôn? Dạ không, nào vợ mắc đi rồi mới đi. À, dạ. Vậy ha. Nói chung là vợ chồng ở nhà này nhà ấy. Nhà ông bà già vợ. À bên già vợ để lại cho. Dạ. Ông bà già vợ đâu hết trơn rồi? Ông bà già vợ chết rồi. Ông qua đời hết trơn rồi. Dạ. Ồ xin lỗi nha. Nhắc lại chuyện đau buồn xong rồi thông cảm nha. Tại vì nói già vợ thì chắc chắn là có người lớn tuổi ở đây mà không thấy ai hết trơn. Dạ. Thì bây giờ nói thiệt nè, nãy là kêu ra thì chồng không muốn ra, tưởng đâu chuyện gì mà ngại phải không? Mắc cỡ gì? Trong hồ sơ bệnh án là sao? Chụp hình xương khớp thì người ta nói không có gì hết trơn, không có gì mà sao nó nhức quá trời nhức. Là cái đó xong một phần, rồi cái vấn đề bệnh gì nữa? Tử cung nữa hả? Ung thư tử cung. Giai đoạn 2 rồi thì nghĩ đi. Rồi bây giờ nó qua thận luôn rồi. Tại vì bé Hà nó nói là nó không ấy chứ mình biết, mình người lớn mình biết. Tại vì mình dạ là bệnh này là em biết. Anh chế là lúc trước ông bệnh ung thư đó. Anh em cũng mới mất đây cả chưa được một năm. Tại em đi tới khám em đi có một mình à. Chồng em ở nhà thì con ở nhà đâu bỏ được. Đi khám ở đâu hỏi kỹ như bác sĩ đâu. Mình phải có người nhà đi bác sĩ, mình phải nói chuyện với bác sĩ, mình hỏi kỹ. Tại vì bữa em cũng có em là con người em nè, em không có dốc. Em cứ đăng lên. Em có hỏi bác sĩ đàng hoàng, bác sĩ Cần Thơ, em đưa cái hình cái bệnh của bé Hà đó. Em cũng có hỏi bác sĩ Cần Thơ, là bác sĩ Cần Thơ nói là bệnh của bé Hà là tiến triển nó rất là nhanh. À? Nhanh. Bé này thôi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mình nói ra thì mình sợ bạn mình nó buồn. À, không mình không có nói. Thì không nói. Thì bây giờ biết căn bệnh mình nhiều như vậy đó, bữa nay chia sẻ đó rồi thấy tâm trạng sao bữa nay? Em cũng biết trong cơ thể mình biết chứ không? Vì bác sĩ mới nói là kêu bé này nè tranh thủ á, nếu mà có tiền lên trên đó tái khám lại đàng hoàng, phải uống thuốc này kia nọ nó mới cầm cự lại, sống được bao nhiêu năm thì không biết. Người ta không nói được, không nói trước. Tại vì bệnh là lúc ấy là nó di căn qua cái gan thận của mình rồi. Ảnh hưởng quá. Dạ, ảnh hưởng. Chỗ quan trọng không đúng à? Đúng rồi. Nó qua thận là không phải là thận cưng ứ nước.
là nó cái đó là nó biến thẳng. Bây giờ nghe nói là rất rất bắt các chú chị là chính điểm bác sĩ. Vậy là bữa nay là bữa giờ giấu, bữa nay mới nói giấu, em mới nói với anh nghe đó. Rồi em có điểm bác sĩ bữa giờ là giấu người ta, bây giờ mới khai ra hết nè, được không nè? Anh nghĩ đi, bác sĩ Phương nè, em cũng đưa giấy đàng hoàng nè, rồi sao không cho chủ nhân ta biết? Thấy nó thấy tội nghiệp nó chứ em đâu có nói tội nghiệp gì. Giấu cái này là không được rồi, nữa có chuyện gì sao à. Bây giờ nói ra đi, rồi còn sớm đó. Có ai ấy gì không? Em kêu bác sĩ nè, coi chẩn đoán giùm nè. Rồi, sao không thấy không? Em biết bệnh án em rồi đó. Đây có giấy tờ đó chú chị. Chị kêu bác sĩ chẩn đoán ra giấy của cưng nè đó. Đó, nè em nhắn tin cho bác sĩ đàng hoàng nè, đó. Rồi bác sĩ mới điện lại cho em nè, kết nghĩa cho em cái bệnh của bé Hà như thế nào. Ừ. Chứ em cũng không phải ấy, nên em mới kêu, em mới điện anh Hoàng Xanh liền liền, em kêu gọi ảnh đặng cho bé Hà có tiền nó đi bệnh viện khám lại. Rồi tối nay á, nghe căn bệnh gì có ngủ được không? Lâu bệnh nữa thôi, em không ngủ được. Giờ gầu thêm nữa nè. Tại nó nhức quá, đâu có nhức quá nên em không ấy. Tối em phải uống thuốc tây một cử vậy đó rồi cho nó giảm đau, mà giảm được chút xíu rồi nó rồi tối khuya nó đau lại. Đau dữ lắm chứ. Gặp cái tháng mùa mưa này nó đau nhức dữ lắm. Mình mấy khi nhức đầu nhức mặt mình còn mệt nữa chứ bệnh này. Mày mốt không có giấu nó nghe, mày mốt dạ. Bệnh tình nó bây giờ một là nói với chồng người ta, có nói với chồng ta không? Không. Đó thấy không? Anh chồng có biết không? Dạ biết. Biết là cái căn bệnh nó dạ. Vậy không? Biết vợ bệnh gì mà. Biết cái nguyên nhân gì dạ, mà. Dạ. Đó bây giờ cái chủ nhân mà đưa đi khám là người ta biết rồi, người ta liên hệ với bác sĩ nè. Bây giờ bữa nay là cả ba người xem như là người thân trong nhà đây, bạn thân. Bây giờ đã nói ra kết quả cái mầm bệnh này rồi. Giờ nói chung là mình phải bình tĩnh nha, mình không có nên suy nghĩ gì vấn đề xấu, cái gì cái phải nghĩ. Ta nói là còn nước còn tát, chứ đừng sống phải lạc quan vui vẻ lên em gái, em còn trẻ lắm, đừng có để con mình buồn nữa. Em cũng nói với bác sĩ, mai mốt quá mà bé Hà nó có ấy điều kiện đó, em dẫn lên chảnh một lần, đặng em gỡ bác sĩ cho ảnh bệnh viện bú Cần Thơ mình nè. Thế ông nói thì ấy đi nè, em có lên thêm điện cho anh, anh sắp xếp anh khám lại cho bé. Thấy hoàn cảnh nhỏ mà bệnh nặng quá, anh cũng sốt lắm. Rồi anh chồng hàng ngày làm công việc gì em trai? Em gì đi làm cửa sắt cửa nhôm nè, rồi vợ bệnh đâu làm đâu được đâu, rồi xin ra sao phù hộ sao vậy? À, xin đi phù hộ để tiện đi lên xuống ẩm bồng vợ. Dạ. Bữa nào tắm cho vợ luôn không? Dạ không. Ít lắm. Mà có không? Dạ có. Thì cái nào có mà nói có chứ, bây giờ vợ bệnh vậy mình một mạch chứ tắt lửa tối đèn có nhau chứ. Dạ. Tại em gọi đầu ơn không có được á, em không có khung xuống gọi đầu được. Em hãy chăm sóc cho vợ mình đi, nhiều khi cho nó vui, đừng có để nó buồn, nó suy nghĩ vẫn nó không có tốt cho đó. Con nghiệp bé nhỏ nữa. Con trai xích lại đây coi. Cái ước nguyện của con hiện tại là con muốn sao nè? Con muốn mẹ con mau hết bệnh. Muốn hết bệnh ha. Dạ. Rồi con sống với chú này á, có kêu bằng gì? Kêu bằng gì em? Kêu bằng ba. Là nuôi từ nhỏ hả em? Dạ. Đi. Tuy rằng không phải ba ruột nhưng mà cái tình cảm sống từ nhỏ tới lớn nó có cảm tình rồi. Ruột thịt mà bỏ đi thì nó đâu có biết ai đâu, đúng không? Mới quan trọng cái người hiện tại bây giờ thôi. Thế em này có 2 tuổi là cha mẹ mấy tháng là cha nó bỏ rồi. Còn bé Hà nó gặp mà chỉ có 4-5 năm nay chứ nhiêu, lúc bệnh bây giờ là gặp luôn đó. Thôi gái với em ha, cái duyên hồi nào có vợ lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa có vợ, gặp bé Hà là bệnh luôn đó. Bé Hà nó bệnh. Vậy là trai tăng ha Hà. Vì là em cũng may mắn ha, quớt được chồng to con để mà lo. Nếu mà thí dụ nếu mà chồng bỏ thì sống cùng cha mẹ, rồi cha mẹ đã ra đi rồi, rồi không có chồng rồi bệnh gì con nữa sao ha. Bởi vì khổ anh thấy không? Khổ cắt khổ em, không được có phước được nhờ chồng nuôi mấy năm nay với bà già chồng thì cũng thương. Cũng thương ha. Mà cũng không có điều kiện. Yêu vô, yêu vợ dữ lắm không? Dạ yêu. Có khi nào mà quyết định là muốn từ bỏ từ đây không? Dạ không, dễ gì. Tại vì anh sợ em là nhiều không có con với em hài nè, sợ em buồn chán hay là nào là bệnh tùm lum rồi không có con, hay em không có gì để níu kéo em một ngày nào đó em sẽ vác ba lô đi thôi chứ. Dạ đâu có, nếu em đi thì em đi mấy năm trước rồi. Đúng rồi. Như ta trai mới bước vô quen đi nghe bệnh ung thư này ai dám ở, đúng không anh? Dạ đúng rồi, vội đạn liền, ai dám ở nuôi tới giờ sao? Người này cũng ấy, cũng có đức có này kia nọ mới nuôi cưng tới bây giờ. Bây giờ thì chứng minh bây giờ em nói sao chứ, giờ em nào sẵn tiện có tụi anh ở đây em cứ nói bình thường đi, em nói như thế nào để cho vợ em tin tưởng, để vợ em đừng có mất lòng tin. Thì em sống với vợ em uống thuốc hết bệnh, người nào hết bệnh thôi, với em này em đâu có bỏ vợ em đâu. Vợ gắn sống thì anh sống với vợ, không bỏ vợ đâu, vợ lo à. Nào giờ Hà có được nghe câu này chưa?
mới bữa nay là chồng chính thức nói là có Tiểu Anh ở đây không, mà em xúc động phải không? Trời ơi, tội nghiệp không, có chú anh chị. Thôi chồng đã nói gì rồi thì mình phải nói sao cho chồng nó yên tâm lại, em đừng có khóc, mình cứ bình tĩnh nha. Nói chung là anh muốn làm cho vui nhà vui cửa thôi, không có nói gì hết, anh cũng lo lắm. Em một người phụ nữ mỏng manh như vậy, thêm một đứa con nữa bệnh như vậy, em nhiều tâm trạng lắm, sợ em buồn. Thôi em cứ nói sao cho chồng yên tâm lại nè. Em nói đáng gán chị bệnh sống với chồng với con em vài năm nữa. Giờ cố gắng hết bệnh giờ. Như vậy là hạnh phúc rồi. Nói chung là anh muốn gắn kết, xin sợ nhiều khi không quan tâm nhau á, chán nản á, đúng không? Như em vẫn cũng nói nè, bé Hà nó bệnh nó gặp mấy nó nuôi chứ. Lúc mà người ta ăn chay gì ai nuôi bé Hà lúc bệnh. Dạ. Hơi bị hiếm á nha. Dạ đúng rồi. Thưa tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả, hiện tại thì Thanh Thế cũng đã ở đây, tại vì Thanh Thế đi ra ngoài bận công việc chút xíu, thì hồi nãy Bảnh cũng đã hỗ trợ cho em trai. Thì ngày hôm nay thì em thấy cũng đã đại diện đến đây thăm hoàn cảnh của em Hà, như là hai vợ chồng em Hà đang mắc bệnh, ba căn bệnh trong mình đó chú anh chị. Thì bây giờ thà với gia đình cũng đã chia sẻ những cái trường hợp này rồi. Cuối video thì chắc chắn thì Thanh Thế sẽ cũng có trích một số tiền của một chị gái ở bên Mỹ để mà giúp đỡ cho em có tiền xăng đi lại để khám, và sau này hữu duyên thì tụi anh sẽ quay lại đây thăm. Nói chung đi thăm hoàn cảnh cũng tùy duyên tùy phước của mỗi hoàn cảnh, chứ không ai cùng giống ai ha. Dạ. Rồi thì em Thanh Thế nè. Dạ. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị và khán giả, thì thông qua hai anh em đã tìm hiểu về hoàn cảnh như lúc nãy, thì Thanh Thế cũng xin trích tiền của một chị gái giấu tên ở bên Mỹ hỗ trợ cho gia đình, như là để mua đồ ăn thức uống hàng ngày đó chị. Dạ. Thì đây là 1.000.000 đồng của một người chị giấu tên ở bên Mỹ. Dạ em gửi cho chị. Dạ đúng chứ chị. Dạ. Em cảm ơn chị ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho em. Dạ. Đó là một chị gái giấu tên. Thì Thanh Thế cũng xin chân thành cảm ơn chị gái giấu tên ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình, và chân thành cảm ơn tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả đã xem video. Cuối lại Thanh Thế xin kính chúc sức khỏe đến tất cả các chú anh chị và quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.